Anh bước chiều Hiền ơi, cho em chụp tấm hình. Mày Trâm, em cảm nghĩ của em như thế nào? Dạ quá trời ngon, ngon quá mà trời. Anh có thể xin cho bảo ngào. Có thể cho em mượn một cái chén này. Rồi, cảm nghĩ của con. Con không biết cảm nghĩ làm sao nhưng mà sắp hết gà rồi. Thôi vậy hả, nhanh vậy luôn hả? Đúng rồi. Nè cô Nga nè, lần đầu tiên qua bên Pháp, cảm nghĩ như thế nào cô? Quá vui. Quá vui luôn hả? Ăn có được không cô? Ngon rồi. Dạ. Đây em gái. Dạ. Khoan em gái kia trước. Đây đi. Thôi cho em khỏi. Sao em cảm nghĩ em như thế nào? Lần đầu tiên bước chân tới Pháp và hôm nay được anh Linh đoàn đến đây để ăn món gà đen. Món gà đen cái tên thì nghe nó rất là lạ, cũng rất là thắc mắc mà tôi mình. Khi mà đến đây thì được trải nghiệm cái dĩa rất là ngon, rất là hấp dẫn. Ngon hơn gà Củ Chi không? Ngon hơn gà Củ Chi nhiều. Nhưng mà món của quê hương thì luôn luôn đậm đà. Dạ, nhưng mà cái này dạ hả, dạ các tình cảm của anh đúng không? Anh nghĩ là ở nhà đó thì Phi Nhung cũng được ăn gà đen nhiều, tại vì ở đây cái đặc sản cái tên gọi là gà đen, còn ở nhà là nướng đen, nó đen quá đen thiệt, ở nhà nó đen quá. Đây bây giờ đến phiên em nào, Hoàng Quốc Thanh. Em ăn nãy giờ nó ngon quá trời. Ngon quá trời luôn hả? Có cái lạ là tại sao lại có một cái lạ này. Quý vị ơi, cái này nó mới nhìn thì cảm thấy là giống bò tạc ở Việt Nam. Sống được nó là cay. Nhưng mà mình ăn vô thì nó cay giống bò tạc mà nó có mà cái độ ngọt của cái đường trong chuối á. Nó biến thành lớp caramel nó mọc qua. Nó vừa có độ chát của chuối, vừa có độ chua, độ ngọt của đường. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người ăn cơm ngon. Để nghe anh bốn phát biểu thật. Linh em, cho anh ý kiến chút xíu đi. Nói chung là em sau khi em đã làm rồi thì em thấy dở hơn em làm. Dở tay. Dở tay. Hỏi bé Trâm coi đúng không? Dạ. Này dở hơn là anh bốn làm đúng không? Đây. Thái Vinh với lại em gái bình tĩnh như thế nào, cảm nghĩ là lạ miệng. Lạ miệng. Dạ có lạ. Có lạ. Dạ, dạ bây giờ mình ăn thì dạ, lại đói quá thì ăn gì cũng thấy ngon hơn. Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà thôi, để lần sau khi về đi rồi mình đi trải nghiệm chỗ khác, đúng không? Sao quá? Em trải nghiệm như thế nào, chắc không bằng đúng không? Dạ, cái kia ngon hơn. Cái kia ngon hơn đúng không? Thôi để lần sau nha. Khi mình đi một cái tour về rồi mình tiếp tục ha.
Rồi Ngọc Quyền. Ngọc Quyền thì cần cái sốt trắng. Cái chuối này đó, mình khi mình ăn mình phải phân tích, phải không? Bởi vì mình làm nghệ sĩ mình phải phân tích. Mình phải phân tích. Nói chung á, họ nướng gà rất là tốt. Em tưởng gì em yêu? Chi á, họ nướng gà ok ngon, nhưng mà họ thiếu cái sốt onion. Mà cái sốt onion nó sẽ vừa thứ nhất là vừa thêm, vừa thứ hai nó sẽ làm cái thịt gà không bị khô. Cái điều thứ hai đấy, chuối đó phải để tươm mực thì nướng nó mới ngon hơn, những cái chuối phải đậm khô đó, hai cái chỗ ha, đúng không? Cho nên là ăn ở đây xong thì cũng được, có được quá đi muốn xỉu mà ăn thì cũng. Ủa đó, đó 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 có hả? Đó ủa sao rồi nhỏ nó không có. Dạ yêu, cảm nghĩ của dạ yêu như thế nào? Không nghĩ gì hết, lầm ngủ lắm rồi. Mệt quá luôn hả? Đúng vậy. Đuối như trái chuối đúng không? Ăn chuối rồi cũng không ngon đúng không? Đây đây, có sốt này nè. Sốt này là má ơi. Cho má ăn một miếng sốt nè. Anh hai không sốt đâu ha. Thôi để đây. Đó, cái này vô béo nè. Thì đó chị mới nói xíu. Sốt này vô nó mới ngon anh Quốc ơi.